Như Huỳnh mến chào quý khách và mời cả nhà mình tham quan khu vườn nhân giống mai ghép của bên em Huỳnh nha. Và đây là những cái loại mai ghép mà em Huỳnh chăm cho nó tốt nè. Rồi em sẽ giới thiệu đến quý khách nha. Đây là cái dòng cúc tư long nè quý khách. Em sẽ cho quý khách xem mặt hoa của nó nha. Đây. Đó, hoa nó là hoa chùm như thế này luôn quý khách. Và cái độ vung, cái độ phùng của nó là cực kỳ luôn ha. Lớp cánh nè, rất là nhiều cái lớp cánh. Cả nhà thấy không? Đó, và cái búp nó cũng to nữa nè quý khách. Rồi ha, thì đây, những cây mà em muốn gửi cho quý khách là những cây á, là em sẽ dựng ngọn lên nha. Em sẽ dựng ngọn lên. Cái cao khoảng cỡ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi ha. Đây, dựng ngọn nó sẽ đẹp hơn nha quý khách. Và em soạn ra, em chuẩn bị dựng ngọn nè. Và em sẽ gửi cho cả nhà mình ha. Thì mẫu này em bán là 70 ngàn một cây nha. Và 4 cây em bao ship. 10 cây thì em sẽ tặng quý khách một cây. À, cả nhà mình có thể lấy kèm với loại khác nha. Đây, cái form hoa nè quý khách. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, đây chính là cúc tư long nha. Em ghép gốc quấn rễ nè. Nó gốc quấn rễ đủ kiểu nha quý khách. À, đây thì cái cúc cam á, đây là cúc cam nha. Cúc cam thì cây nó cao chưa cao lắm quý khách, nó khoảng cỡ một gang mấy tay Quỳnh nè. Dựng ngọn lên nè, nó cũng khoảng cỡ hai tấc rưỡi 3 tấc. Đây cúc cam, thì cúc cam là cũng loại thân mành nha quý khách, thì loại này em cũng bán 70.000 một cây luôn, và 4 cây em cũng bao ship và 10 cây em tặng một ha. Đây, cái dòng cúc cam này thì hiện tại là nó đang rất là hot và hút luôn, hầu như là muốn không có hàng luôn nha quý khách. Rồi ha, đây là cái dòng cúc cam. Đây, giới thiệu với cả nhà mình cái form hoa của dòng cúc 2 tầng của Quỳnh Tấn Phát nha. Và cả nhà xem nè, cái điểm khác biệt của 2 tầng Quỳnh Tấn Phát á, với những cái bông cúc khác á, là ngay cái chỗ này nè cả nhà. Nó có một cái tầng nè, nó có cái đài xanh xanh nè cả nhà thấy không? Rõ rệt ha. Ở đây cái bông này nè, nó cũng có như vậy luôn ha. Rồi em sẽ cho cả nhà xem vài cái bông nữa. Đây. Đây quý khách xem nha. Đó, màu xanh nè, rõ rệt ha. Và cái form hoa nó cũng cực kỳ duyên luôn. Và đây thì là những cây mai cúc 2 tầng của Quỳnh Tấn Phát. Quý khách cũng đã vừa xem mặt hoa ha. Thì mẫu này em bán là 70.000 một cây. Cả nhà xem nè, do nó nhặt mắt á, nên thành ra là nó không có cao như mấy loại kia. Loại này bây giờ nó cao chưa được cỡ gang tay Huỳnh đó cả nhà. Có cây cũng chưa được gang ha. Cả nhà thấy nè, các cái mắt lá nó khít với nhau ha. Nên thành ra nó hơi nó không vượt như mấy loại kia. Thì cái mẫu này em bán là 70.000 cây nha. Và 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một. Cây nào cũng được quấn đế đẹp nha quý khách. Rồi. Rồi giới thiệu quý khách, đây chính là cúc đọt đỏ luôn. Đây, cái đọt của nó đỏ như thế này nè. Rồi hoa của nó như thế này ha. Hoa là hoa chùm. Đó, cái form hoa cũng rất là duyên nha. Đó, cái đọt ha. Đây quý khách nhìn nè. Đó. Đây là cúc đọt đỏ. Và đây quý khách ơi, đây chính là cúc đọt đỏ bên vườn mai của Huỳnh ghép gốc nhớt ha. Mẫu này em bán là 80.000 một cây. Cây cao khoảng 3 tấc đến 3 tấc rưỡi nha. Nó do nó thân mạnh và em ghép cũng ngắn ngày nên nó không to lắm. Về quý khách chăm thêm ha. Vì loại này là một cái thân vượt nên nó cũng mau phát triển nha quý khách. Đó, mình có thể lấy bo được nha. Đây là cúc đọt đỏ. Và cái lọc lá nè, cả nhà thấy nó ra nó đỏ rất là đậm hơn các cái dòng khác. Nè ha, cả nhà thấy ha. Và em ghép nè, ghép các quấn rễ hết. Đó. Cái chọc bo thì nó không to nhưng mà cây nó rất khỏe nha quý khách. Cây nó đã cứng cây rồi. Dạ. Khách ơi, hôm nay em có cái lô mai thọ hương rất là tốt luôn. Em muốn giới thiệu với quý khách nè. Thì cái mẫu này á là em bán 90.000 một cây ha. Cây này bây giờ á mình về mình lấy bo cũng khá nhiều nha. Này quấn rễ lộn xộn quý khách. Quấn rễ đơn giản, không có cầu kỳ, nhưng mà được cái là nó bo rất là nhiều nha. 90.000 một cây. Và 5 cây em bao ship, 10 em tặng một ha. Đây cả nhà. Đó, em chừa bo cho cả nhà mình lấy được nhiều nè. Đây, thọ hương. Rồi, nó cao á, nó cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi, 4 tấc hơn luôn nha cả nhà. Đây. Đó, như cây này là gần 4 tấc nè. Rồi, bên này em có cái lô này là 101 cây. Thì cái lô này thì nó quá vip rồi. Nó cao khoảng cỡ 4 tấc cả nhà. Khoảng cỡ 4 tấc luôn. Cành nhánh nó rất là nhiều ha.
thì nó quấn đế hình thú rồi củ nở rất là đơn giản, nhưng mà đủ kiểu hết rồi cả nhà. Nó cũng quấn đế ha. Rồi cây nè, nó thường thuộc luôn. Mẫu này em bán 101 một cây, 4 cây bao xiếc và 10 cây em tặng một luôn. Đây đó, này là họ hương ha, cúc họ hương. À, có cây nè cả nhà đó, dài thường thuộc luôn á. Cả nhà mình lấy bò thoải mái luôn. Rồi bên này em có cúc VIP nữa. Cái lô cúc VIP này á, trời ơi sao mà nó quá trời bo luôn á quý khách. Nó cao khoảng cỡ 4 tấc luôn á, cây 5 tấc luôn, có cây thì 3 tấc rưỡi ha. Đó là cành nhánh nè, cứng cứng cáp vô cùng luôn. Đây cả nhà, về mình lấy bo được, trồng đất được ha. Hoa cúc VIP cực kỳ đẹp nha quý khách, hoa cúc VIP cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì quấn đế đủ kiểu ha, lộn xộn á, quấn đế lộn xộn cả nhà. Cây nè, lấy bo Vivu 100.000 một cây, 4 cây bao ship, 10 cây tặng một. Rồi bên này em có đằng siêu nụ cả nhà. Hàng siêu nụ này thì em bán 100.000 cây đó. Cái loại nó nhặt mắt cả nhà, siêu nụ 100.000 cây ha, 4 cây bao ship và 10 cây em tặng một cây, 3 tấc rưỡi 4 tấc, quấn đế đầy đủ kiểu hết, lộn xộn nè đó. Rồi bên này em có cái siêu bông Sài Gòn với khách. Và cái loại siêu bông Sài Gòn này bây giờ rất là hút hàng luôn. Thì em ghép cái lô này á, là bây giờ nó cao khoảng cỡ chưa được ngang tay Quỳnh. Này, chưa được ngang tay em ha. Nó chừng khoảng cỡ 4-5 cặp lá thôi. Đó, 4-5-6 cặp lá. Và nó đang cũng rất là tốt luôn. Chừng nào mình thấy á, cái bo mà nó hơi dạ tí xíu nữa thì mình lấy bo được ha cả nhà. Tại mình lấy một lần nó có mắc rưỡi à. Rồi em ghép cái gốc này nè, cũng to nè. Đó, em ghép cái gốc cũng to ha cả nhà ha. Đây, 125.000 một cây, 4 cây em bao ship và 10 em tặng một luôn. Đây, siêu bông Sài Gòn nha, siêu bông Sài Gòn. Rồi, em có cái lô Đại Lộc và cái lô Hữu Đức nữa. Cái lô Đại Lộc rất là đẹp quý khách, vàng nụ đẹp, đế đẹp và lấy bo cực kỳ luôn. Đây, cả nhà thấy nè, cái vàng đế của nó nè. Đó, đế quấn đế đủ kiểu hết. Đây cả nhà, nụ nè, nó đang có nụ đặc rực luôn. Đây, thì với cái vàng nụ như thế này á là cả nhà mình an tâm về cái bông của nó nha. Đó, cái vàng nụ nè, vàng ươm luôn mà to ú nè, thì chúng ta sẽ rất là an tâm về cái mặt hoa ha, nó rất là ít bị đốc. Đây cả nhà, mà cái đế nha cả nhà, đế cuồn cuộn luôn á, đế coi nè, cả nhà thấy cái đế không, đế to đùng luôn mà cuồn cuộn luôn. Đó, có nhiều kiểu đế lắm nha. Thì mẫu này em bán 101 một cây, 5 cây bao ship và 10 tặng 1. Đó, nói chung là cây nào em thấy cũng lấy bo được hết á. Cây cao 3 tấc rưỡi, 4 tấc cũng tấc hơn. Đây cả nhà, có cây thì nó cũng yếu 3 tấc rưỡi ha. Đó, nó đều đều như vậy nè. Và đây em cho cả nhà xem nè. Với cái búp như thế này thì làm sao mà đốc được. Trời ơi, nó tròn vô ấu nu luôn. Đó, bông chùm ha. Thì cái này nó chắc ít hơn, nó sẽ nở ra rộ nè. Cái này nè, vàng ươm luôn á. Rồi, đây cả nhà xem, thích lắm luôn mấy cái lô Đại Lộc này. Mình về mình lấy bo được, mình trồng đất cũng được nha cả nhà. Đó, mình chân mini, mình thay vào chậu C9 cũng được ha, C8, C9 gì cũng được, đừng thay lớn quá. Đó cả nhà, 101 cây nha. Rồi, bên này cả nhà ơi, thích lắm luôn. Đây chính là cái lô Dạo Hữu Đức. Hôm rày là quý khách của Quỳnh cứ hỏi hoài luôn về cái lô Dạo Hữu Đức, thì thời điểm này là thích hợp để gửi đến cả nhà mình. Lọc lá và lọc cành bây giờ nó rất là tốt rồi, rất là ok rồi. Và bộ đế thì quấn đế lộn xộn. Thì cái Dạo Hữu Đức này á, là em bán là 101 một cây, 5 cây em cũng bao ship và 10 em tặng một luôn. Thì cái Hữu Đức này về á, là cứ vậy mà mình chăm thôi, rất là khỏe luôn, không có cực chút nào hết. Bởi vì á, là em đã đôn rồi, nó ra cái lọc lá mới, nó đã xanh tươi đó. À, cả nhà thấy là nó đủ tàn đủ chi rồi nè, mình về mình chăm nó rất là khỏe nha. À, hoa của nó từ 8 hoa Dạo Hữu Đức là từ 8 đến 12 cánh ha. Và với cái cây này về thì chúng ta chỉ cần là tưới dưỡng rễ thôi cho nó ha, xịt cho dưỡng lá, xịt chăm bông ha, rồi tưới phân cho nó, tưới phân mà để cho nó mập lá. Rồi cả nhà, rất là đẹp luôn, cái dàn lá nè cực kỳ luôn nè. Rồi chỉ có 101 một cây, 101 một cây ha. Và quý khách có thể lấy mỗi loại một cây tùy thích đó, không nhất thiết là phải mỗi loại 4 hoặc 5 cây ha, chúng ta chỉ cần mỗi một loại một cây
mà hễ là 4-5 cây là em bao phí. Đối với dạ Hữu Đức thì 5 cây là em đã bao phí vận chuyển cho mình rồi, 10 cây thì em tặng một ha. Mà chúng ta có thể lấy là mỗi loại cây đó, rất dễ. Đây cả nhà, đế nè, cây cứng khựng luôn rồi ha. Rồi ai yêu thích thì alo cho Huỳnh, số điện thoại của Huỳnh là 0949234525. Trực tiếp em Huỳnh sẽ chốt hàng và gửi cho khách hàng nha. Còn Huỳnh thì nằm ngay quốc lộ 57 luôn. Nếu như ai mà có đi ngang Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre á, gần nhà thờ Cái Mơn á, thì alo cho Huỳnh ha. Em nằm ngoài quốc lộ luôn, đối diện chùa Kim Long, đối diện là ngôi chùa Kim Long ha. Thì ai có đến đây thì mình ghé mình sưu tầm tại vườn, tại sân sân vườn và nên em đóng hàng luôn đó. Thì cả nhà yêu thích thì alo cho em ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của Huỳnh.